xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ con số 8. Thì cũng trong những cái video đợt trước, mình cũng nhận được khá là nhiều cái bình luận tích cực của anh em trong việc mà ủng hộ mình làm về những cái video, về những cái dự án á. Thì ở trong cái video tiếp theo này thì mình cũng sẽ mang đến cho anh em một cái video tương tự như vậy. Nhưng mà nó hơi khác đi một tí, rằng là những cái video trước đây mà mình giải thích cho anh em về những cái dự án, về những cái điểm nổi bật của nó ra sao, thì mình trình bày trên một cái mind map nó khá là thiếu đi màu sắc đó. Nên hôm nay mình xin anh em là mình sẽ chuyển đổi sang một cái cách trình bày khác để cho nó đa dạng hơn nha. Rồi, vậy thì nhìn vào màn hình của mình đây thì anh em cũng đã dễ dàng nhận biết được cái dự án hôm nay mình sẽ trình bày cho anh em về những cái dự phóng, những cái suy nghĩ của riêng cá nhân mình và cái tầm và cái tiềm năng phát triển của cái dự án này trong tương lai nó sẽ ra sao nha. Và đó chính là Engine Coin. Thì mình cũng xin lưu ý một điểm nhỏ rằng là đây chỉ hoàn toàn là những cái phân tích cá nhân, những cái dự định cá nhân của mình mà thôi, chứ không phải là một cái lời khuyên đầu tư, cũng giống như là những gì mà mình dự phóng về Engine trong tương lai nó có thể đúng hoặc có thể sai. Nên anh em hãy xem đây như là một cái nguồn để mà mình tham khảo nha, chứ không phải là rằng là những cái gì mình dự đoán hoặc là mình dự phóng trong tương lai thì nó đều chính xác 100% cả. Và mình không khuyên anh em là sau khi xem video này xong anh em sẽ mua cái đồng này. Đó, mình hoàn toàn không khuyên điều đó nha. Mà hãy nên xem đây là một cái nguồn tham khảo, một cái kiến thức mới, có thể dành cho những anh em chưa biết hoặc những anh em biết rồi, thì mình cũng có thể mình ôn lại những cái kiến thức này cùng với mình nha. Rồi, mình sẽ không dài dòng nữa và mình sẽ tiến ngay vào nội dung của video thôi. Vậy thì hôm nay mình sẽ mang cho anh em một đồng gọi là Engine Coin. Thì cái đồng này đó, thì mình nghĩ rằng cũng khá là nhiều anh em đã biết về cái đồng này rồi. Tại vì là nếu mà chúng ta quan tâm vào cái xu hướng NFT trong năm nay, cũng giống như là cái xu hướng Metaverse mới được bùng nổ trở lại trong tầm khoảng là 1-2 tuần trước đó, thì Engine Coin luôn là một cái ứng cử viên rất là nặng ký trong cái phạm vi này. Đó. Và mình cũng xin gửi đến cho anh em lần đầu tiên, tức là khi mà anh em tìm hiểu về đồng Engine này á, thì đây, mình hãy truy cập vào cái link như thế này để mình vào cái trang chính của bên Engine. Và ở đây nó có rất nhiều cái mục tùy chọn để cho anh em có thể vào mình xem về thông tin của cái dự án này ra sao. Và ở đây á, mình khuyến nghị anh em là mình nên click vào cái mục này, đó chính là cái mục blog của Engine. Thì nó sẽ liên tục cập nhật cho anh em những cái thông tin mới nhất về dự án họ đang triển khai như thế nào. Rồi, và cái điều đầu tiên mà mình đánh giá về cái đồng Engine này đó, thì thực sự là mình phải click vào đây cái đã. Đó, thì anh em thấy đó, ENJ đó là một cái đồng mà đã được ra đời vào tầm khoảng năm 2017 rồi. Mà đến thời điểm hiện tại á, đội ngũ phát triển của họ, họ vẫn phát triển và nó vẫn có những cái chuyển biến về giá rất là tích cực nữa. Thì trước hết, chưa nói về mặt tìm hiểu sâu hơn, đào sâu hơn về những khía cạnh khác, thì mình cũng đã đánh giá rất cao về khía cạnh này rồi. Tại vì á, đối với anh em nào mà đã tham gia thị trường vào năm 2017-2018, thì chúng ta đã kéo dài 3-4 năm như vậy, thì những cái dự án được ra đời vào thời điểm năm 2017 đó, đến bây giờ thì anh em thấy nó rớt đi rất là nhiều luôn, đúng không? Chúng ta có thể thấy những cái đồng mà vào cái thời điểm đó nó được ra đời, nó vẽ bánh cho chúng ta rằng là ô, dự án của tôi sẽ tiến xa trong tương lai, hay là mở ra một kỷ nguyên mới, vân vân. Đó, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cái số lượng dự án còn bám trụ lại trên thị trường thì nó chỉ ở mức tương đối mà thôi. Nhưng mà đối với ENJ đó thì dường như là họ không như vậy, và đến thời điểm hiện tại họ vẫn rất là tích cực phát triển. Và điều đó đã được thể hiện qua cái biểu đồ giá của NJ từ năm 2017 đến giờ, thì anh em thấy rằng là tăng trưởng cũng rất là mạnh, sau đó điều chỉnh nè và tiếp tục tăng trưởng. Điều này chứng minh là đây là một dự án không scam. Đó là cái mà mình quan tâm, cũng giống như là tất cả những anh em mà mới tham gia vào thị trường đều quan tâm cả. Đó, và chúng ta hãy so sánh lại một tí với những cái dự án thuộc cái phạm vi này. Như ở đây mình sẽ click vào Mana đi ha, tại vì Mana dường như là bây giờ là đang dẫn đầu rồi. Đó, thì Mana đi, thì mình click vào đây. Đó, thì anh em thấy cũng được ra đời vào khoảng năm 2017. Và nếu chúng ta tìm được thông tin thì anh em có thể truy cập vào đây, thì chúng ta biết được là đây, được ra đời vào khoảng năm 2017 nè. Đó, và Mana ANJ được ra đời vào khoảng 2017 đúng không? Vậy thì chúng ta hãy tìm tiếp đi. Hồi nãy mình mới tìm xong, thì chúng ta có The Sandbox, là Sen đó anh em, thì được ra đời vào khoảng năm, mình nhớ không nhầm là năm 2020 đây. Chính xác luôn, năm 2020. Và chúng ta có Axie Infinity, hình như cũng được ra đời vào năm 2020. Đây anh em thấy đó, thì chưa gì hết, mình điểm qua một số cái thông tin những cái dự án tương tự như vậy, thì
cái thời điểm ra đời của ANG vào năm khoảng năm 2017, và đến bây giờ sau 3-4 năm rồi họ vẫn phát triển, họ vẫn đi theo cái lộ trình ban đầu của họ và đảm bảo cho các nhà đầu tư rằng là tôi là một dự án nghiêm túc, thì chưa gì hết trước mắt mình cảm thấy đó là một điểm cộng dành cho ANG rồi, đúng không anh em? Chứ bây giờ trên thị trường của chúng ta là liên tục có những dự án mới ra đời đó, và chúng ta có những cái bánh vẽ rất là màu nhiệm luôn. Ví dụ như anh em lên một cái trang web nào đó, mình thấy nó rất là màu mè, nó rất là uy tín, nhưng mà thật ra nó lại là scam đó. Thì đối với những cái dự án ANG như thế này thì mình đánh giá rất là cao. Và mình cũng chia sẻ cho anh em thêm một cái thông tin rằng á, thì có một cái câu nói mà của Andre Grange, là một người dường như là được mệnh danh là cha đẻ của ngành DeFi đó, thì ông có nói một cái câu rằng là khi mà thị trường uptrend á, tức là khi thị trường uptrend thì các dự án thay nhau mà ra thôi, chứ họ không có chú ý đến cái việc là xây dựng cái nền tảng như thế nào, họ không chú ý đến việc gọi là phát triển cái nền tảng, cái cơ sở hạ tầng của nền tảng ra sao, mà họ cứ tranh nhau ra liên tục để có thể là lừa đảo nhà đầu tư và lấy tiền của nhà đầu tư nhanh nhất có thể mà thôi. Nhưng mà khi thị trường downtrend á, thì đó mới là lúc chúng ta bắt gặp được những viên ngọc sáng thực sự. Tức là sao? Tức là khi thị trường downtrend thì những viên ngọc sáng như những dự án tốt họ sẽ vẫn miệt mài và vẫn miệt mài làm việc như vậy thôi. Và cái điều đó dường như nó đúng với cái trường hợp của ANG vậy, 2017-2018, đúng không? Đến năm 2018-2019 là đã downtrend rồi, họ vẫn miệt mài liên tục làm việc, và đến năm nay uptrend như vậy thì họ vẫn rất tích cực làm việc. Và tí hồi mình sẽ chứng minh cái lập luận đó của mình để cho anh em xem nha. Ok, vậy thì chúng ta hãy đến với cái mục tiếp theo đi. Thì ANG đó, thì để mình xin cho anh em thấy cái hệ sinh thái của ANG. Thì ANG đó, thì cái hệ sinh thái của họ là họ có platform nền tảng nè, họ có ví nè, họ có NFT, họ cái Nginx đó. Tức là sao? Tức là không chỉ về xây dựng về mảng NFT, Metaverse, mà họ còn phát triển thêm nhiều mảng khác như là về mảng thị trường NFT, về mảng ví nữa. Và ở đây á, mình sẽ cho anh em xem là cái ANGX của họ là họ đã có đến là 353 cái project được xây dựng và kết hợp với cái dự án của họ rồi. Và ở đây chúng ta thấy có rất nhiều gương mặt cực kỳ tên tuổi đang làm đối tác và đang hợp tác với Engine. Đó chính là sao? Đó chính là Microsoft, chính là Binance, chính là CoinGecko, CoinMarketCap, là hai nền tảng để chúng ta có thể theo dõi biểu đồ giá lớn nhất thế giới hiện nay ha. Và chúng ta có những hàng loạt những cái game đó, hàng loạt những cái game họ tin tưởng vào Engine và họ đang xây dựng trên nền tảng của Engine đó. Thì tiếp theo thì nói về Microsoft đó, thì chúng ta hãy liên tưởng một tí đi. Chúng ta hãy liên tưởng một tí là anh em có còn nhớ là cách đây khoảng 2 tuần thì Facebook đó họ có đưa ra một cái thông tin gây cực kỳ chấn động đối với lĩnh vực NFT và Metaverse, là họ quyết định họ sẽ đổi tên công ty của họ thành Meta đó anh em. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Thì cái điều đó nó vô tình nó kích hoạt một cái trái bom trong một cái phạm vi này, và nó khiến cho những cái đồng coin, những cái dự án mà họ làm về mảng Metaverse đó đều tăng trưởng cực kỳ mạnh, đúng không? Và chỉ sau đó khoảng là 5 ngày thôi, thì chúng ta lại bắt gặp thêm một cái trường hợp khác, đó chính là Microsoft. Microsoft thì cũng đã nhảy vào lĩnh vực Metaverse rồi, và họ sẽ triển khai mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Thì đối với thế giới thì Microsoft dĩ nhiên là một tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ rồi. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn lại một tí đi. Nhìn lại một tí thì ở đây mình có một cái thông tin mình nghĩ rằng rất là đắt giá cho anh em. Đó chính là vào ngày 11 tháng 2 đó, thì Microsoft đó họ đã hợp tác với lại Engine để mà họ ra một cái game gọi là cái game Azure Heroes này. Thì cái thông tin này vào cái thời điểm đó thì dĩ nhiên thì đối với một số anh em hoặc đối với cộng đồng thì nó chỉ là một cái hai bên kết hợp lại với nhau tạo ra game thôi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì mình cho rằng là cái thông tin này á, nó rất là giá trị. Tại vì sao? Tại vì là khi Microsoft họ nhảy vào Metaverse rồi thì chắc chắn họ cũng sẽ có những cái bước triển khai cực kỳ mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Và cái việc mà hợp tác với Engine tạo ra một cái mối liên hệ bền vững vào ngày 11 tháng 2 khi mà phát hành ra một cái game đó, thì dĩ nhiên nó sẽ tạo một cái bàn đạp cực kỳ vững chắc để sau này họ có thể tin tưởng vào Engine, họ xây dựng những cái sản phẩm của họ, và cả hai bên có thể hợp tác để cho ra mắt một cái gì đó. Và cái điều đó nó sẽ tạo một cái bàn đạp cực kỳ lớn đối với cái tiềm năng phát triển và tăng trưởng của giá Engine trong tương lai. Thì đây là một cái thông tin cực kỳ mà mình thấy là nó giống như là một cái nút thắt nó mở ra vậy đó. Nó mở ra khi mà cả Facebook, cả Microsoft họ nhảy vào cái lĩnh vực Metaverse này. Và dĩ nhiên anh em biết được rằng á,
đối với những gã khổng lồ công nghệ như là Microsoft nào đó, thì khi mà họ đưa ra một quyết định lựa chọn một cái nền tảng nào đó, một cái dự án nào đó, thì nó cũng phải có căn cứ. Tại vì đối với những cái ông lớn như Microsoft thế này thì họ đã phải trải qua một cái quá trình phát triển và gây dựng công ty rất là lâu rồi. Họ không thể nào họ cân đo đong đếm và nghiêng về một cái cán cân rằng là chúng ta sẽ chọn một dự án mới ra đời trong năm nay 2021, hoặc là nếu thị trường của chúng ta vẫn còn tăng trưởng bền vững vào năm 2022 thì sẽ có rất nhiều dự án làm về Metaverse, làm về NFT ra đời nữa. Nhưng mà dĩ nhiên rằng là những cái dự án tên tuổi và phát triển bền vững cũng giống như là tạo được một cái niềm tin lớn ở cộng đồng trong một khoảng thời gian rất là dài như vậy, như là Engine như mình đã trình bày là đã qua là 3, 4, 5, 6 năm rồi, như là Mana chẳng hạn đó. Thì dĩ nhiên đó sẽ là những cái tên, những cái sự lựa chọn hàng đầu cho những gã khổng lồ công nghệ như là Microsoft hoặc là những cái tên tuổi tiếp theo họ bước vào thị trường này để mà họ chọn mặt gửi vàng để mà hợp tác với nhau đó. Thì cái điều này nó sẽ ảnh hưởng rất là tốt đối với sự tăng trưởng về giá của ANG. Và tiếp theo mình muốn gửi đến cho anh em chính là chúng ta hãy nói về Game TokTok đi. Game TokTok đó, đây lại là một cái ông lớn khác trong ngành game, trong ngành trò chơi của Hàn Quốc. Thì Game TokTok á cũng đã kết hợp với ANG đó để mà có thể là cải thiện những cái game phát hành của họ, và cả hai bên cũng đã bắt tay nhau để tung ra một số cái NFT. Và dường như là cái sự kết hợp của ANG và cái ông lớn Game TokTok này á của Hàn Quốc nha anh em, thì đã được đưa ra vào tầm khoảng, mình nhớ không nhầm á, là cũng khá là lâu rồi, tầm khoảng đầu năm rồi đó anh em. Nhưng mà tại sao cái này nó lại, mình lại đánh giá đây là một cái thông tin cực kỳ giá trị vào thời điểm hiện tại nữa, mặc dù nó đã ra khá là lâu rồi, thì để mình giải thích ở cái điểm này cho anh em nha. Thì anh em cũng biết đó, ở trong một cái video gọi là video blockchain và gaming á, mình làm cách đây khoảng 2 tháng đó, thì mình cũng đã đề cập đến cái mảnh đất gaming, blockchain, NFT và Metaverse rồi. Thì nếu anh em nào mà muốn tìm lại cái video đó để mà xem lại tất cả những gì mình đã nói trong video đó, thì anh em có thể click vào cái đường link bên dưới, mình sẽ để cái đường link bên dưới cho anh em nha. Thì vào cái thời điểm đó đó, mình đã chia sẻ rất nhiều về cái phạm vi này, về cái lĩnh vực này. Thì ở đây anh em có thể thấy được rằng là mình sẽ cho anh em xem. Đây, anh em thấy á, thì đây là một cái báo cáo thống kê vào năm 2020, thì cái ngành gaming á anh em, thì nó đã có một cái khoản lợi nhuận cực kỳ khổng lồ luôn. Đó thì anh em thấy rằng là ở đây họ đã thống kê rằng là chúng ta lên tới là 160 tỷ lận. Đó, 160 tỷ đô la nha anh em. Thì chứng tỏ rằng là cái ngành này nó cực kỳ phát triển vào thời điểm hiện tại. Và đây chỉ thuộc những cái mảng gaming về truyền thống thôi anh em. Thì chúng ta có thể thấy họ liệt kê rõ ràng rằng là về mảng điện thoại nè, về mảng máy tính nè, đó, tablet, smartphone, đủ kiểu. Đó, nhưng mà cái lợi nhuận mà mang lại cho cái ngành này nó khổng lồ như vậy, thì chúng ta hãy xét tiếp theo chính là thị phần ở châu Á của chúng ta. Chúng ta cực kỳ tự hào khi mà đối với cái khoản lợi nhuận như vậy, và chúng ta chia cắt cái thị phần nó ra, thì ở thị trường châu Á của chúng ta chiếm rất là lớn anh em, nó tới 55% lận. Và còn lại đó, chúng ta sẽ phải chia ra ở là khu vực châu Mỹ Latin nè, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu. Đó, thì á anh em thấy một điều rằng khi mà cái ngành game này á nó phát triển cực kỳ mạnh mẽ như vậy, thì bây giờ chúng ta đã có thêm một cái mới, đó chính là về game blockchain, đúng không? Về game blockchain. Và dĩ nhiên trong tương lai với cái sức hút hiện tại như vậy, thì game blockchain chắc chắn sẽ có một cái phần nhỏ nào đó trong cái thị phần này. Đó, trong cái thị phần này. Và châu Á thì chắc chắn sẽ là chủ đạo của cái miếng bánh này. Và mình sẽ chia sẻ được một thông tin kế tiếp, chính là anh em có thể thấy được rằng là sao, khi mà châu Á của chúng ta phát triển đó, thì vào cuối năm 2020 đó, chắc anh em nào tham gia lâu rồi sẽ nhớ cái sự kiện này. Vào cuối năm 2020 đó, thì SBI Group đó anh em, SBI Group là một tập đoàn khổng lồ của Nhật Bản, thì đã triển khai một cái chiến dịch rằng là trả lương cho các game thủ, đúng không? Trả lương cho các game thủ bằng đồng XRP. Đó, và cái việc trả lương này là trả lương cho những game thủ Nhật Bản nha anh em. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là sao, rằng là cái việc mà cái sự kết nối giữa token, giữa blockchain game đối với ngành game truyền thống và đối với đời sống thực tại, nó đang dường như nó đang thiết lập một cái mối quan hệ rất là gần nhau rồi.
đúng không? Nhưng mà tại thời điểm hiện tại ra sao? Tại thời điểm hiện tại dường như là XRP là Ripple đấy anh em, họ không có tập trung vào cái mảng này nữa, mà họ đã đi theo cái việc gọi là họ có một cái tham vọng là họ sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán sau khi mà họ kết thúc cái vụ kiện đối với SEC đang diễn ra vào thời điểm hiện tại. Thì khi mà chúng ta nhắc đến Ripple, chúng ta nhắc đến là vị trí độc tôn của một ông vua thanh toán xuyên biên giới, chứ họ không hề có một cái kinh nghiệm cũng giống như là một cái sự linh hoạt, một cái sự chuyên môn ở trong cái lĩnh vực game này. Thì mình nghĩ rằng là ANG sẽ có thể thay thế được cái điều đó. Và tại sao mình lại nói như vậy? Thì anh em có thể thấy rằng là ANG đó đã trở thành đồng coin gaming đầu tiên xuất hiện tại Nhật Bản. Và cái sự kiện này nó đã xảy ra vào ngày 19 tháng 1 năm 2021, tức là vào đầu năm nay. Và ANG đó, khi mà như vậy đó thì ANG đã được những cơ quan pháp lý tại Nhật chấp thuận rằng là ok, cái đồng Engine Coin này sẽ là cái đồng token gaming hợp pháp tại quốc gia của tôi. Và chúng ta hãy liên đới lại những gì mình vừa nói đi, ANG trở thành một đồng coin hợp pháp, một đồng coin gaming hợp pháp tại Nhật Bản. Cái thị trường gaming của chúng ta đang rất là to, miếng bánh đang rất là dày luôn. Và thị trường châu Á là chiếm phần lớn. Và châu Á của chúng ta thì có ai ạ? Châu Á của chúng ta thì có Nhật Bản và Hàn Quốc. Và nếu anh em nào mà chơi game nhiều đó thì mình sẽ thấy rằng là những giải đấu esports thế giới, tức là giải đấu thể thao điện tử thế giới đó, thì Nhật Bản, Hàn Quốc là hai quốc gia mà được đánh giá dường như là cường quốc luôn anh em, là hai quốc gia đại diện cho châu Á luôn á, để tham gia những cái giải chung kết thế giới, đánh với thế giới và những cái giải đấu nó mở rộng toàn cầu như vậy. Đó, thì qua những cái dự kiện này thì mình thấy rằng là cái tiềm năng phát triển của ANG khi mà họ trong tương lai, khi mà họ thâm nhập vào cái thị trường này và họ đang có một cái mối quan hệ với Nhật Bản rồi Hàn Quốc thông qua game Talk Talk, thì dĩ nhiên rằng là cái dư địa để mà ANG có thể khai thác ở trong cái ngành game này cực kỳ lớn. Và khi mà họ đã có một cái vị trí nhất định rồi, khi mà họ đã có một cái vị trí nhất định ở trong cái thị phần châu Á này rồi, đúng không? Đây, chúng ta thấy 55%, trong đó là nổi bật nhất chính là Nhật Bản và Hàn Quốc và những quốc gia Đông Nam Á như là Việt Nam của chúng ta, như là Indonesia, như là Philippines. Nhưng mà chúng ta hãy nói về Nhật Bản và Hàn Quốc đi, là hai quốc gia lớn nhất. Và khi ANG họ đã có, trong tương lai khi mà họ xây dựng được cái đó rồi đó, thì dĩ nhiên là cái phần này đó, cái phần 55% này, họ sẽ cũng có một cái vị thế cực kỳ lớn tại đây. Và từ đó để họ bành trướng ra những cái khu vực khác như thế này, đó như là châu Âu, châu Mỹ và khu vực khác đó. Thì anh em thấy rằng là đó là những cái mà mình dự phóng thôi, tại vì mình đã cảm thấy rằng là nó dường như nó có một cái sự liên kết nào đó ở đây. Thì đến thời điểm đó thì chúng ta sẽ thấy được là cái sức tăng trưởng của ANG nó cực kỳ kinh khủng như thế nào. Và để mình có thể dự phóng được giá của ANG khi mà họ đạt được những cái mà mình vừa suy nghĩ ra, mình vừa dự đoán ra và mình vừa dự phóng đối với cá nhân của mình và mình chia sẻ cho anh em, thì mình không nghĩ rằng là lúc đó ANG có thể dừng lại ở mức giá là $3 như thời điểm hiện tại nữa, đúng không anh em?